phẩm Awasalin. Vậy thì tại sao chúng ta phải phân chia nhiều loại như vậy? Và cái bộ sản phẩm này nó có giá trị như thế nào, thưa Phó Giáo sư? Dạ vâng. Aquaseline thì như chúng tôi vừa nói là sản phẩm mà được sản xuất ở nhà máy rất là tiêu chuẩn của châu Âu và được thử nghiệm lâm sàng, cũng như là được sự cho phép của Bộ Y tế Việt Nam sử dụng lưu hành tại Việt Nam. Thì nó có hai loại chủ yếu. Một là dành cho quý ông như anh Hà đây chẳng. Thì là chúng ta sử dụng loại do dành cho nam giới. Loại thứ hai dành cho phụ nữ, cho trẻ em phụ nữ. Và cái cấp độ nếu mà mùi nhẹ nhẹ thì chúng ta sử dụng cái nồng độ nó thấp, và nếu nặng thì dùng nồng độ cao hơn. Với thời gian hiệu quả của sản phẩm có thể kéo dài từ 24 đến 72 giờ. Một cái ưu việt của sản phẩm này đó là ngấm nhanh vào trong da, cho nên không sợ nó dính vào quần áo. Trong vòng khoảng vài chục giây nó phải ngấm vào rồi, không cần phải lau rửa gì một cách phức tạp cả. Thứ hai nữa là do sản phẩm rất tốt, cho nên là chỉ sử dụng vào ban đêm. Sau khi chúng ta tắm rửa rồi, bôi sản phẩm vào và có thể yên tâm trong vòng một vài ngày, không sợ cái mồ hôi nó khó chịu bám theo chúng ta nữa. Đó là cái rất thú vị. Trong cái sản phẩm khác thì phải sử dụng vào ban ngày. Trước khi đi ra ngoài, anh muốn đi gặp đối tác chẳng hạn, anh phải sử dụng cái lăn nách hay sản phẩm kia. Thì đây anh yên tâm làm buổi tối, xong việc, sáng sau tắm rửa, anh đi làm việc, không sợ cái mùi nó bám theo anh nữa. Qua đó tôi thấy là cái sản phẩm Awasalin này nó khác với rất nhiều sản phẩm thị trường hiện nay, với những vấn đề nãy như Phó sư vừa mới nói. Thêm một điều nữa là nó vừa khử mùi và nó vừa ngăn được cái tăng tiết mồ hôi trong cơ thể chúng ta nữa. Đó là cái khác biệt lớn nhất hiện nay. Và tại sao nó lại có một cái bộ sản phẩm đó, nó tác dụng thế nào, và tại sao nó có từng mức độ khác nhau ạ? Thứ nhất chúng ta biết là có cái nhôm aluminium, nó giúp cho ngăn chặn mồ hôi bài tiết ra. Đấy chính là cái tác dụng ngăn chặn bỏ tôi của cái hoạt chất này. Thứ hai là những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, cây cỏ, trong đó chiết xuất từ hoa cúc là một cái hoạt chất quan trọng giúp cho diệt khuẩn ở những vùng hố nách, vùng mà đáng ngại nhất xuất hiện mồ hôi mà có mùi. Và cái tác dụng của nó chính vì vậy, nó vừa ngăn chặn bài tiết mồ hôi, vừa diệt khuẩn, cho nên là cộng hưởng hai cái làm ra hiệu quả có thể kéo dài từ 1 ngày đến 3 ngày. Đấy, đã thử nghiệm lâm sàng chứng minh như vậy. Và sản phẩm này có nhiều cái nồng độ khác nhau, và dành cho nữ riêng, dành cho nam riêng, nên hiệu quả nó rất là đa dạng, rất là thú vị.